Tối 4 tháng 12, lễ bế mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 tranh cúp Petro Việt Nam PVCFC năm 2021 đã được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam sau 5 ngày khởi tranh. Đây là một mùa giải được tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song khép lại giải đấu là những thành công để ban tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm cho các sự kiện thể thao lớn trong thời gian tới. Khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 đã có nhiều nét đổi mới chuyên nghiệp. Bên cạnh quy tụ các tay vợt sáng giá của bóng bàn Việt Nam với chất lượng chuyên môn rất cao, công tác tổ chức trong tình hình mới đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và ban tổ chức giải tuân thủ nghiêm ngặt. Giải lần này, chúng tôi có một sự trải nghiệm linh hoạt để thích ứng với tình hình phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch được linh hoạt hơn, phù hợp hơn, sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Và một cái khẳng định nữa là sự hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Sở Y tế và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên ngành văn hóa thể thao du lịch đã năng động xử lý và thích ứng phù hợp để đáp ứng được yêu cầu tổ chức giải thành công. Thì tôi cho rằng là đây nó sẽ là một cái khẳng định là chúng ta có thể thích ứng được trong tình hình mới một cách an toàn nếu như chúng ta có phương pháp, chúng ta nghiêm túc tuân thủ những cái quy định của các cơ quan y tế và cái ý thức của từng vận động viên và từng người tham gia cái giải này. Năm nay bên cạnh các tay vợt kỳ cựu, giải còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt trẻ như Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng của câu lạc bộ Hà Nội TNT. Đây là niềm hy vọng sẽ đem vàng cho bóng bàn Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đặc biệt giải năm nay khép lại nhưng mở ra hướng mới để ban tổ chức có kinh nghiệm ghi dấu cho dấu mốc lịch sử bóng bàn Việt Nam ở lần thứ 40. Chúng ta tổ chức cái giải vô địch bóng bàn toàn quốc làm sao nó xứng với cột mốc 40 năm liên tục của báo Nhân dân, xứng với sự kỳ vọng của khán giả và cái mong muốn của các vận động viên được đóng góp cho cái giải đấu của chúng ta. Vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 đã ghi dấu ấn đậm nét cho người hâm mộ thể thao cả nước, nhất là bộ môn bóng bàn những trải nghiệm mới. Giải đấu còn là sự cổ vũ, động viên to lớn giúp chúng ta chiến thắng đại dịch COVID-19 để tiếp tục rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, đây là bước chạy đà để giải SEA Games 31 diễn ra được thành công rực rỡ.